Ok và hello, xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Ok và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục quay trở lại với Top Simulator anh em ạ. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ không còn chơi Dragon Ball nữa mà chúng ta cùng nhau qua với Attack on Titan anh em ơi. Ok, ở đây thì nó sẽ có những con Titan thường. Ở đây thì có 4 Titan thường phải không? Mình sẽ cho ra 10 con Titan thường nhá. Bây giờ mình sẽ cho một Eren. Liệu một Eren có đánh lại được 10 con Titan á? À, 10 con Titan không? Ok, bây giờ lẫm. Gì đây, mới vô mà nó ôm mèo ôm mụm rồi. Rồi Eren đấm thằng nào cũng hụt hết trơn anh em ạ. À. Còn mấy con Titan này nó chơi bay với anh em ơi. Chứ nó không có đấm anh em ạ. À. Nó đấm hụt luôn rồi, nó tự đấm nó luôn kìa. Ui trời ơi Eren ơi. À, đã có một nhân vật nằm nha mọi người. 1, 2, 3 rồi nha. 4 nha. Eren chúng ta vẫn còn cân khỏe anh em ạ. À. Rồi, chỉ còn có hai nhân vật có thể đánh được với Eren thôi. Rồi, chỉ còn một thôi anh em ơi. Eren này thì khỏe ác, thì hai này nó bị lỗi mẹ rồi. Nó nằm luôn. Rồi ôm luôn kìa, nó sút vô mặt luôn kìa, nó sút đây nè, nó sút đây nè, nó sút vô đầu luôn. Ủa nó sút mà nó đấm anh em à, nó đưa cái giò cho có thôi nhưng mà nó đấm anh em ơi, nó bay luôn kìa. Eren chấp một tay. Ủa ở đây còn thằng nữa. Ủa Eren kìa. Làm gì đây? Sốt này là đấm. Sốt này là đấm. À, Eren đấm. Ok thì một mình Eren vẫn thể cân được 10 Titan bình thường nha mọi người. Thì liệu những con Titan khác là Eren có đánh được không? Đây chúng ta có... Ủa mấy cái này khác gì Titan thường không nhờ? À mấy cái này nó sẽ dạng điên lên em ơi. Chúng ta sẽ cho 10 con luôn nha. 10 con, ok, 10 đánh 1 với Eren. 10 con Titan bị điên đánh với một con Eren nha anh em ơi. Ai đâu, Eren vẫn cân được anh em à. Eren chúng ta đang lên dạng điên luôn. Và Eren vẫn lại thắng anh em à. Ui giời ơi, Eren khỏe ác. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cho những cái kèo khác nha anh em ơi. Gì đây? À mấy con bay à. Ok, 10 con luôn nha. Lắm Titan bay anh em ơi. Titan chim đánh với 10 Eren. Ồ Eren nó điên lên kìa. Nó bẻ cánh từng thằng. Trời ơi, Eren nó bẻ cánh từng thằng anh em ạ. À. Eren khỏe quá. Bây giờ thì không có nhân vật nào lụm được với Eren rồi anh em. Liệu ở đây có Levi không? Có Levi không? À, ở đây có Titan thú anh em ạ. À. Mấy người này đã không có lại rồi. Ok, chúng ta sẽ cho 10 Titan thú nha. Rồi, 10 Titan thú đánh với 10 Eren. Ủa, đánh với 1 Eren. Titan thú này có vẻ như là hung hãn hơn nha mọi người. Nhưng mà vẫn bị đấm cho teo cái mồm luôn. Và chỉ mới vài phút thôi. Ủa, chỉ mới vài vài giây thôi thì Eren... What the fuck? Eren nó sút luôn. Rồi, nó đấm một pha hụt anh em à. Tiếp tục một pha chơi ma sói. Quay lại nó cào Eren. Eren đấm hụt. Eren điên lên. Sao nữa đây? Tính móc bụng Eren. Ôm Eren. Móc đánh luôn. Móc đánh Eren. Rồi Eren chúng ta đã hết máu điên rồi. Và cuối cùng Eren đã chết. Và nhân vật đánh tên này
đỉnh như trời, mục đích Eren của Eren cũng phải nằm xuống mà thôi. Ô ác thiệt chứ. Ok, và trận thắng lần này đó chính là dành cho team hú nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ có những nhân vật mới nha. Titan này để ra. Đây, bây giờ chúng ta sẽ Titan Eren đánh với con nữ nha mọi người. Ủa, nó cũng đầu luôn kìa. Đây sẽ là một trận chiến mà khá là khó dành cho Eren, nhưng mà liệu Eren có thắng được không đây? Thì Eren nó vẫn đấm một phát chết luôn con nhỏ rồi. Trời ơi, trời mạnh với em. Bây giờ Beast Titan. Ôi, Titan này bự à. Liệu Eren chúng ta có làm được gì con này không? Nó trời đá. Và Eren vẫn thắng. Con này nó bự nhưng mà máu nó dày quá, không có chịu nổi. Bây giờ thì tới con Titan quên mẹ tên rồi. Titan gì đó, Titan búa hay gì đó mình quên tiêu rồi. Nhưng mà nó cầm kiếm là sao đây? Eren vẫn thắng. Tiếp theo chúng ta có Titan cầm súng anh em à. Súng ngay nắm vú, bất tục quá. Đang bắn rất là xối xả vào Eren. Eren liệu có chịu nổi không đây? Và một thằng đã rớt xuống nha. Còn một Eren chúng ta vẫn top 1 anh em à. Nó chỉ thua 10 thằng thú thôi. Bây giờ tới Titan thiết giáp. Liệu Eren chúng ta có làm gì không? Cũng đau. Và Eren chúng ta đã đứt đường đứng rồi. Ok, vậy là kèo này chúng ta phải hay Eren. Chúng ta đã có được nhà du địch mới đó chính là Thiết Giáp. Thì liệu Thiết Giáp có đánh được cái con nhân vật này không? Chúng ta cùng nhau xem. Nó ra hội đích luôn kìa. Rồi ôi, đấm giò rồi, đấm giò, đấm chẳng nhỏ rồi. Ui dồi, để cho xem xét anh em ơi. Thiết Giáp liệu có làm được cái gì không đây? Đang đu chân à. Bay lên nắm cổ, giật đu mà giật mỹ. Ô, nắm giấy luôn kìa. Nắm tay, bẻ tay. Blue Victory và Red Team. Vậy là trận chiến này chung cuộc thắng đó chính là Titan thì ối Titan khổng lồ. Ok. Tiếp theo sẽ là Giga Titan. Đây là một Titan khá là bự anh em ạ. À. Hình như là trong đây nó thiếu Titan tập. À, đây là Titan thú nè. Mà sao nhỏ vậy? Ừ, nhỏ thiệt. Bây giờ chúng ta sẽ có một Titan bự hơn cái Titan khổng lồ. Thì chúng ta sẽ chơi như thế nào đây? Nó đi đứng còn không nổi nữa kìa. Lắm. Cuộc chiến với những người khổng lồ. Godzilla vs Kong. Trời ơi, nó vẫn chơi sấm sét nha mọi người. Đây là Zod thời hiện đại à. Zod phiên bản Attack on Titan à. Trời ơi, nó cho quả súng chết chết luôn, con nhỏ quá. Ừ, nó chơi lấy thịt đen người anh em ơi. Lấy tay quấu nó rồi nhưng mà quấu hùng và đẩy 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 vào nhất đây. Tiếp tục là những pha chuẩn điện, sóng điện và sấm sét đến từ Titan khổng lồ. Và Titan khổng lồ bự hơn Titan khổng lồ đang đánh Titan khổng lồ với những đòn khổng lồ. Nó chơi đạp, nó đứng không nổi nên nó quyết định đó. Nó bơi. Nó lết ra luôn kìa. Nó ôm luôn kìa. Ê, giống như là ba đánh con quá vậy. Liệu cái này có phải là một khoa mà con hơn ba là nhà có phúc không? Nó đánh từ ở trong sàn mà đánh ra tới ngoài sân luôn em ơi. Rồi xong rồi. Rồi nó hạ dưới rồi anh em ơi. Nó hạ dưới con Titan khổng lồ anh em ơi. Rồi nó nhảy lên lại rồi. Nó tính muốn làm kiểu trên. Nó đang nhảy dậy cái giò mà đang vô gốc kẹt. Nó không có di chuyển được bởi vì nó bị kẹt những cái bông cây. Vẫn di chuyển được nha, thì vẫn chơi móc móc giò được với Titan khổng lồ. Rồi đẩy lên núi. Liệu có lên luôn không đây? Rồi lại đẩy xuống dưới.
Cái này người ta gọi là sao? Có gọi là lên bờ xuống ruộng đấy anh em à. Nãy gì vậy? Thì mình đang chơi mình cũng nhận được một con mới anh em ơi. Và tiếp tục những pha đánh lộn với nhau. Đây ở chơi spam mà sấm sét, còn con khổng lồ này thì nó không có qua được, nên là nó không có đụng chạm được với cái con Titan khổng lồ hết anh em à. Quyết định kiếm đường chạy hay sao? Một pha rút lui tính từ Titan khổng lồ, bự hơn Titan khổng lồ. Trời ơi má ơi, nó bơi rồi anh em ơi. Vừa liệu trận chiến này có hồi kết không đây? Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào xem nha. Ôi ơi, nó còn rất là nhiều máu. Chết mẹ, bấm lồng đi văng anh luôn. Nhưng mà kèo này thì mình nghĩ là người ta thành cũng đầu bự này hắn nè. Bây giờ nó còn rất là nhiều máu anh em à. Nên chúng ta sẽ cho nó đánh với con Titan Eren thủy tổ. Wow, lắm. Rồi mới vô té mẹ rồi. Cái gì á? Ồ, nó chơi cái chiêu gì vậy? Nó đang spam skill vô cái con người Titan khổng lồ anh em ơi. Chết mẹ rồi. Con kia thì chỉ có đường nằm và khóc hét thôi anh em ơi. Đó, đang đấm, đang chống cự lại Eren thủy tổ. Với cái tình hình này thì coi chết mẹ rồi, tình hình thủy tổ nó còn phun máu anh em ơi. Thằng này thì còn không ổn rồi. Vậy là mình nghĩ là kèo này nó đã phân thắng thua rồi anh em à. Eren thì cứ tiếp tục mà spam skill thôi. Còn con này thì cứ tiếp tục mà nằm mà chịu trận thôi anh em à. Trời ơi trời ơi trời ơi, nó múa kìa. Nó múa, nó khinh thường địch anh em ơi. Rồi ơi rồi. Con này còn phân nửa máu. Liệu có một cái gì đó bất ngờ không mọi người? Rồi nó múa kìa. Nó múa vui điệu cha 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 kìa. Nó cho con kia hửa chân. Con này muốn giãn quà. Ta tin cũng đâu muốn giãn quà. À, ta tin cũng đâu đã đứng lên được. Một đấm vào mặt của Tyrant. Ui giời ơi, một pha chống cự khá là có nỗ lực đến từ anh cũng lâu. Anh đang muốn suốt cho Eren té xuống nhưng mà Eren vẫn còn trụ quá tốt. Tuy con người anh xương không nhưng mà anh vẫn trụ rất tốt. Chết mẹ rồi, rồi thôi mình bấm lộn luôn. Nhưng mà con này đã hứa rồi. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì tới tình này. Eren nằm đây. Phá. Nó phải như vậy. Bên đây Titan này, Titan ý tổ Eren sẽ đánh tất cả những con Titan khác. Liệu những nhân vật khác có đánh lại được không? Chúng ta cứ chờ đợi. Tất cả nhân vật luôn nha mọi người. Người ta thường nói á, đoàn kết là sức mạnh. Rồi. Bây giờ thì full rồi ha. Bây giờ thì một trận chiến của tất cả những nhân vật này đánh với Eren. Lắm. Ồ, lắc luôn rồi. Và có những con hot skill băng nữa anh em à. Đấy, mình lắc luôn rồi, nó chỉ còn có 30 FPS mà thôi. Đã có vô số Titan nằm xuống. Và cũng có một vô số Titan khổng lồ vẫn chưa chết. Tại sao vậy trời?
Ở đây thì Titan thú đang spam. À, đã có những con Titan khổng lồ chết nha mọi người. Rồi, Eren spam kêu nổ sắp xếp gì đó. Bể đầu nhỏ rồi. Rồi, một Titan khổng lồ đã chết. Giờ chỉ còn Titan thú mà thôi. Cái kết đã định sẵn mọi người ạ. À, đầu Titan thú vẫn còn chống cự rất tốt anh em ơi. Và đã chết queo. Giờ thì còn Titan nào nữa đây? Bây giờ thì họ đang ăn mừng và họ đang làm cái gì vậy? Nó đang làm những cái gì vậy? Nó đang chết. Nó đang chuyển mặt đất. Ở bên này có Titan hay gì nè? À, ok, vậy là chúng ta đã có được những gì mà chúng ta đã biết nha mọi người. Và thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu hay hết thì cho một like và subscribe. Ngoài ra hãy chia sẻ kênh video để mình có động lực mình làm thêm nhiều video khác về những cuộc chiến nha mọi người. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.